Xin chào tất cả các bạn nhé. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào đang dùng điện thoại iPhone, các bạn có thể thay đổi ngôn ngữ ở trên cái ứng dụng App Store dành cho điện thoại iPhone nhé. Những bạn nào đang ở những cái ngôn ngữ khác mà các bạn muốn thay đổi một ngôn ngữ bất kỳ thì các bạn có thể tham khảo video này nhé. Rồi, để thay đổi ngôn ngữ ở trên kho ứng dụng App Store thì các bạn thực hiện cho mình như sau nhé. Các bạn áp dụng thực hiện trên điện thoại iPhone và các bạn chọn vào biểu tượng App Store ở trên phần màn hình chính của các bạn. Đây sẽ là giao diện ở phần phía trong phần App Store. Các bạn nhìn trên góc tay phải trên cùng có biểu tượng là tài khoản của các bạn nhé, avatar của các bạn ấy. Các bạn sẽ chọn vào cho mình, Và sau khi các bạn chọn vào thì ngay cái phần đầu tiên avatar này nhé, các bạn sẽ chọn luôn vào cái phần là thông tin của các bạn vào và các bạn đợi. Rồi, đây sẽ là cái phần cài đặt tài khoản. Thì tại đây các bạn sẽ nhìn ngay phía dưới. Ở phía dưới này có cái phần là quốc gia và vùng. Nếu mà bây giờ tài khoản của mình đang ở tiếng Việt nhé, mà các bạn muốn chuyển sang cái ngôn ngữ tiếng Anh thì các bạn thực hiện, và tất cả các ngôn ngữ khác thì các bạn có thể áp dụng cách này. Các bạn chọn cho mình là quốc gia vùng này. Đó. Rồi, sau khi cái phần quốc gia vùng này hiển thị cái phần là thông tin thay đổi quốc gia vùng thì các bạn sẽ chọn vào cái dòng xanh này, thay đổi. Đây này, đó. Và bây giờ các bạn muốn thay đổi sang ngôn ngữ nào thì các bạn có thể kéo xuống. Và bây giờ mình, như các bạn, mình nói lúc đầu ấy, các bạn muốn thay đổi các ngôn ngữ nào thì các bạn thực hiện tương tự nhé. Đây có rất nhiều các ngôn ngữ khác nhau. Và bây giờ mình sẽ đổi sang cái ngôn ngữ là tiếng Anh nhé. Đây, Vương quốc Anh thì các bạn sẽ kéo xuống đây, gần phần Việt Nam đấy. Đó, đấy là cái phần Vương quốc Anh. Thì các bạn sẽ chọn vào Vương quốc Anh này. Đó, các bạn sẽ chọn vào và đợi nó cập nhật. Sau khi các bạn chọn xong thì ở trên góc phải này có cái phần là đồng ý nhé. Các bạn sẽ chọn vào đồng ý này. Đó, tiếp tục đợi nhé các bạn. Và trong mục này các bạn sẽ chọn cho mình theo các bước của mình như sau nhé. Ở cái phần dòng thứ 3 này này, 1, 2, 3, đó, 4 nhé. Vào dòng thứ 4 có chữ non này này, các bạn sẽ click vào. Đó, và tiếp theo này, những cái phần địa chỉ này, đấy, các bạn sẽ chọn cho mình những cái thông tin. Cái này thì các bạn điền theo như mình nhé. Ví dụ như mình sẽ chọn là AA này, tiếp tục này. Đó, đặc biệt cái dòng chỗ postcode này thì các bạn phải điền đúng như này, như sau nhé. Các bạn sẽ chọn cho mình là PL này, đấy, 19 này, dấu cách này, 8AZ, các bạn 8 này, A, G này. Đó. Rồi cái phần phía dưới này thì các bạn cũng có thể điền giống như mình đây. Đó. Số điện thoại này các bạn chọn là số điện thoại vào 456789 này. Rồi, sau khi các bạn điền xong thông tin như này, đấy, thì các bạn sẽ chọn cho mình là tiếp theo ở đây nhé. Đó. Rồi, và sau khi cái phần nút tiếp theo nó mờ và nó đậm lên thì các bạn quay trở lại cho mình nhé. Các bạn chọn nút quay trở lại này. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái phần là Change Country and Region chưa? Nó đã thay đổi sang tiếng Anh rồi. Đó, các bạn sẽ quay trở lại nhé. Quay trở lại này. Và các bạn sẽ chọn cho mình là xong ở đây. Đấy, xong này. Rồi. Và các bạn sẽ thấy là cái phần ngôn ngữ của các bạn nó đã được chuyển sang tiếng Anh nhé. Đó. Và các bạn nhìn thấy cái từ là Search này, tức là phần tìm kiếm đấy. Đó. Đã được chuyển sang tiếng Anh hoàn toàn. Vậy là các bạn có thể thay đổi các cái ngôn ngữ khác theo cái cách này cũng tương tự nhé. Và để chuyển về từ các cái ngôn ngữ khác về tiếng Việt ý, thì các bạn các cái bước trước các bạn cũng thực hiện tương tự nhé. Và các bạn đến cái phần là chọn cái ngôn ngữ đó thì các bạn kéo xuống này. Đó, các bạn kéo xuống cái phần tiếng Việt thôi. Đây này. Đó. Đây, Việt Nam ở đây thì các bạn sẽ chọn phần Việt Nam này. Và lưu ý một chút ở cái phần là mã zip code thôi. Các bạn chọn đồng ý này. Rồi, các bạn cũng chọn là không này. Những cái thông tin ở phần trên này nhé, các bạn cũng chọn cho mình là tùy chọn này, hoặc là các bạn điền thông tin đường cũng được. Đấy. Rồi, cái mã zip code này thì các bạn chỉ cần điền cái mã zip code đúng của Việt Nam là được nhé. Ví dụ như mình sẽ chọn của Việt Nam này. Đấy, 100.000 chẳng hạn, của Hà Nội chẳng hạn. Đó, số phone thì các bạn cũng thực hiện tương tự này. Và các bạn chọn tiếp theo này. Đó. Và đợi cái nút Next này nó hiển thị đậm lên. Đấy.
Sau đó các bạn sẽ quay trở lại nhé. Các bạn quay trở lại này. Đấy. Tức là cái chữ quốc gia, thay đổi quốc gia vào vùng này, nó chuyển thành tiếng Việt là thành công nhé. Các bạn chuyển từ ngôn ngữ nào sang ngôn ngữ nào, cứ đến cái bước này này, thay đổi quốc gia, country and region này, là cái phần phía dưới xanh này là chữ của ngôn ngữ đó, thì là các bạn đã thay đổi thành công nhé. Việc thay đổi ngôn ngữ trên App Store cực kỳ đơn giản đúng không các bạn? Thì thông qua video này, thì những bạn nào mà chưa biết cách các bạn thay đổi ngôn ngữ thì các bạn có thể áp dụng thông qua những hướng dẫn vừa rồi của mình nhé.